Khang Anh xin kính chào các bác nhé. Hôm nay Khang Anh sẽ lấy thử mạch súp, mạch siêu trầm của loa súp điện 40 để lắp cho cái loa súp hơi 20. Loa súp hơi 20 này Khang Anh đang bán với giá 700.000 các bác nhé. Súp hơi là loại súp không có máy công suất đâu. Đấy, do vậy mà bây giờ sẽ cho nó ăn công suất của mạch loa súp điện 340 này các bác nhé. Này, mạch lò súp điện 340 to to khủng bố luôn các bác nhé. Đấy, bây giờ thử lấy mạch súp điện 340 này đánh súp điện 20, đánh hết cỡ các bác nhé. Cái súp điện 20 này là bát 20, từ có 10 thôi các bác nhé, từ 10 thôi, côn thì nó khoảng 35 hay 38 gì đó. Cái loại này thì Khang Anh thường bán để cho anh em về ghép với âm ly 5.1 này. Đấy, mạch công suất class D 2.1 chẳng hạn. Đấy, giá là 700.000 các bác nhé. Thì bây giờ thử dùng mạch súp điện bát 40 đánh hết cỡ, vặn hết cỡ volume xem nó thế nào. Các bác lưu ý là trường hợp này chỉ ghép mỗi loa súp, loa siêu trầm thôi các bác nhé. Nên các bác nghe bằng loa điện thoại thì sẽ không nghe thấy tiếng súp, tiếng trống đánh ùng ùng các bác nhé, mà các bác chỉ nghe thấy tiếng cạch thôi các bác nhé, và tiếng rung của đồ vật ở trong cái phòng này. Đấy, nghe loa trầm thì các bác phải đeo tai nghe hoặc là cắm vào loa vi tính hoặc dàn âm thanh nào có loa trầm thì nó mới tái hiện được tiếng siêu trầm các bác nhé. Thì vì loa điện thoại là nó chỉ thể hiện được những tần số cao, thường là tần số tầm trung thôi. Là loa siêu trầm thì tần số rất thấp, nó tầm dưới 200 Hz, 50 đến 200 Hz các bác nhá. Loa điện thoại sẽ không nghe được, chỉ nghe được tiếng cạch cạch thôi. Các bác đeo tai nghe giúp em nhá. Rồi em sẽ dùng cái mạch súp điện bát 40 này giã xem nó có chết được con súp hơi 20 này không. 700.000 các bác nhá. Các bác đeo tai nghe giùm nhá. Cái này là chỉnh tần số các bác nhá. Tần số thì em để 12 giờ. Đấy, bác nào mà đang nghe tai nghe thì nghe tiếng bát rất là ấm và rất là uy lực rồi các bác nhá. Đây là mở vừa vừa. Còn bác nào mà nghe loa điện thoại thì chắc là nghe không rõ và chỉ nghe được tiếng nói của em thôi. Đây, cái này chỉnh tần số này. Tức là cái này sẽ chỉnh tần số từ 50 Hz đến 150 Hz các bác nhá. Tối quá nha, không cho sáng được, tại vì là cái này em quay ở chế độ chuyên nghiệp chỉnh tay. Đây nhá, cái này là chỉnh tần số này từ 50 Hz đến 150 Hz, tức là tần số rất là thấp, rất là thấp trên loa điện thoại không nghe thấy tiếng siêu trầm mà. Đấy, khi mà chúng ta cho lên 150 Hz thì tiếng súp nó sẽ cắt kém hơn, tức là tiếng trầm uy lực, tiếng trầm sẽ giảm bớt đi mà nó thêm tần số cao vào. Đồng thời tiếng mà chúng ta nghe từ loa phát ra nó sẽ to hơn. Bây giờ em để ở mức giữa nhá. Cho hết cỡ này, cho hết cỡ volume này. Nếu mà nghe bằng loa điện thoại cứ cạch luôn. Đấy, kính này nó rung này, cạch. Bác phải đeo tai nghe nhá, bắt buộc phải đeo tai nghe này. Rất là uy lực các bác nhé. Tuy nhiên mà cùng công suất này mà chúng ta ghép vào loa 40 kia thì nó đánh rung nhà luôn các bác. Còn đánh vào loa súp hơi 20 này nó vẫn chịu được. Tuy nhiên là tiếng trầm nó không thể rung được nhà, nó chỉ rung được một số đồ như là cửa kính thôi.
cái mạch súp này mà ghép với loa súp này 40 này thì ví dụ nhà tôn, nhà mái tôn thì các bác, hoặc là cửa xếp thì các bác rung đùng đùng luôn. Số cao lên các bác nhá, tiếng nó sẽ to hơn, tức là lọc súp thì nó sẽ kém hơn, hết cỡ luôn, cả hai cái hết cỡ này. Nhức hết cả đầu rồi, ổ đánh súp 20 hơi này nó đánh cũng rất là khủng đấy các bác nhé. Các bác muốn mua súp điện 20 này thì bên em bán với giá 1.050.000 các bác nhé, có sẵn mạch súp ở bên trong, các bác về các bác chỉ việc lấy tín hiệu và là đánh thôi, có sẵn công suất gọi là súp điện 1.050.000, còn đây là súp hơi ăn công suất ngoài, giá là 700.000. Các bác mua hàng thì xin hệ số máy 0964 867 866 hoặc 0364 791 604 để gặp nhân viên bán hàng. Các bác cung cấp địa chỉ và làm thủ tục mua hàng. Các bác nhớ đăng ký kênh Khắp Hàng Store góc phải màn hình này để theo dõi video sản phẩm mới nhất các bác nhé. Và các bác nhớ đăng ký thêm một kênh nữa là kênh khuyến mại Khắp Hàng Store để mua những sản phẩm khuyến mại mà bên Khắp Hàng có chương trình khuyến mại thì sẽ đăng lên cái kênh khuyến mại Khắp Hàng Store. Xin cảm ơn các bác nhé.